Tòa Phúc thẩm tối cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Tin tức mới nhất từ Hà Nội cho Đài Á Châu Tự Do biết là vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 2 tháng 8, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Sơn đã tuyên y án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một trong bốn vị luật sư tham gia bào chữa trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay là luật sư Trần Quốc Thuận, cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin về bản án cũng như tiến trình tranh tụng như sau. Bây giờ thì sơ bộ thì nói rằng là y án, tức là không có gì thay đổi hết. Cái tinh thần của cái phiên tranh tụng ngày hôm nay ra sao ạ? Còn thái độ của cụ Huy Vũ thì nói chung là tinh thần vững vàng. Đúng. Tất cả các bốn luật sư đều nói rằng là không có dấu hiệu tội phạm, không phạm tội, đều đề nghị, thống nhất là đề nghị là đình chỉ dự án và trả tự do. Nhưng mà là cái kết quả thì là không mong muốn. Từ đó là đã biết trước rồi. Đó là một cái điều một phiên tòa rất là cái chữ buồn này, là buồn đông như nháy đó. Tức là không được nói tranh tụng một cách đầy đủ. Được biết, trước những câu hỏi của tòa, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã có những câu trả lời rất sắc sảo. Ông vận dụng kiến thức và quyền lợi mà bị can được luật pháp bảo vệ để thuyết phục tòa án rằng ông không hề chống phá nhà nước. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ yêu cầu thay đổi toàn bộ hội đồng xét xử vì những người này đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, họ sẽ không vô tư đối với những cáo buộc của công tố viên cũng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, tòa không thỏa mãn yêu cầu này của ông. Các luật sư bào chữa cũng đưa ra những đề nghị khiến tòa án bối rối. Trước tiên thì luật sư Trần Đình Triển yêu cầu tòa án phải thực hiện nội quy một cách chính xác và đúng đắn, tránh o ép luật sư như phiên tòa sơ thẩm vừa qua. Luật sư Trần Vũ Hải yêu cầu tòa triệu tập ông Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trả lời về những bức thư mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gửi cho Quốc hội trước đây. Luật sư Vương Thị Thanh đề nghị triệu tập Chủ tịch nước với tư cách là bên bị hại, theo như cáo buộc tội danh chống phá nhà nước. Luật sư Thanh cũng đề nghị tòa triệu tập đài VOA và bà Trâm Oanh vì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã trả lời phỏng vấn hai nơi này. Các hãng tin quốc tế được cho phép theo dõi phiên tòa bằng hệ thống truyền hình trực tiếp trong một phòng riêng. Riêng hãng tin AFP lại bị từ chối. Hãng tin AP cho biết tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã công khai tuyên bố rằng ông bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả thù vì các đơn kiện của ông đối với việc Thủ tướng Dũng đã đồng ý cho phép khai thác bauxit và ký quyết định cấm không cho người dân khiếu kiện tập thể. Không khí bên ngoài tòa cũng được mô tả là rất căng thẳng. Công an ngăn chặn tất cả các ngã đường đến tòa án. Tuy vậy, cũng đã có khoảng hơn 100 người tụ tập theo dõi phiên tòa. Nữ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ xuất hiện trước tòa với tấm biển "Chồng tôi không có tội", gây xúc động cho nhiều người. Cô Cù Thị Xuân Bích, em gái của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng có mặt bên ngoài phiên tòa với tấm biển "Anh tôi không có tội". Trả lời phóng viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do, bà Cù Thị Xuân Bích bày tỏ nỗi bức xúc vì phải đứng bên ngoài tòa như sau. Tưởng cũng xin được nhắc lại là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là con của nhà thơ nổi tiếng Cù Huy Cận. Ông Vũ bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước khi ông trả lời các cuộc phỏng vấn của các đài nước ngoài bằng các nhận xét gây bất lợi cho nhà nước. Ông cũng là tác giả những bài viết cổ võ cho tự do dân chủ của Việt Nam, đặc biệt kêu gọi nhà nước phải liên minh với Hoa Kỳ để chống lại dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam. Ngày 15 tháng 11 năm 2010, ông bị bắt và khởi tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 4 tháng 4 năm 2011, ông bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế.